Đồ ngon không luôn cả nhà, tươi mới nha, hấp dẫn quá trời luôn. Chiên không kịp bán luôn á. Ăn ngon không ngon, Quỷ Nhân. Quỷ Nhân ăn ngon không? Ngon quá trời. Mắm ok không? Vừa. Ôi mắm ngon. Bánh tráng này bánh tráng ở đâu mà thấy lạ quá vậy? Bánh tráng Bình Định luôn hả? Ngon quá trời luôn. Bà chị đem vô nè. À chị đem vô hả? Lần đầu tiên ăn bánh tráng này luôn á. Ngon, nó giòn giòn, ngon quá trời luôn. Nói là phải quay cả nhà. Đây. Cái mẹt 145.000 nè cả nhà. Chiên nè, ngon lắm luôn. Phần này là phần 4 người. Đây cả nhà, bánh tráng Bình Định nè cả nhà. Rồi, ngon lắm, giòn lắm luôn á. Nó có cái hộp này, hộp gì ta? Hộp gạo. Hộp gạo hả chị? À. Lần đầu tiên em ăn bánh tráng này luôn á chị Ni. Ngon mà nó giòn giòn ngon quá trời. Đặc biệt cái nước chấm nè. Chấm nó rất là ngon luôn. Đưa nước gì đó, không chấm luôn đó chị. Không tôm. Đó, chị Ni đang cười nha cả nhà. À, sáng giờ chị Ni cười. Không phải, chị nghe chị mắc cười. Tí gì đâm tới cái nhà. Ai chị? Trời, cái quán bún đậu nhỏ với mày được với ba nghệ sĩ Linh Tý với là nghệ sĩ Bích Trâm tới thật là vinh dự quá đi. Ừ, vinh dự quá đi. Rồi ơi, chị đi. Tôi muốn lăn đồ Nguyên. Nguyên, nghệ sĩ Linh Tý với Bích Trâm tới thăm quán mà đưa muốn lăn đồ mày chào đón kìa vậy. Trời ơi, vinh dự quá. Trời ơi, đâu đâu đâu. Đây à. Nhà là gì? Mẹ được hai nghệ sĩ tới quý má em được trái. Quá trời ơi, đó rồi, con gái đâu? Quá trời ơi. Hai đứa con đeo luôn. Hai đứa con theo. Đây là con ruột con nuôi ở nhà. Con ruột con nuôi. Ai cho vợ mẹ cho hai người đã như vậy ra ngủ anh em ba. Trời ơi, vợ má đẹp quá cả nhà ơi. Trời ơi, cái quán xíu thì quá vinh dự rồi Nguyên ơi, là Nguyên. Ủa rồi cái mặt nằm đồ chi cực quá vậy hả? Có bữa nay giờ khai trương á chị, em nhân viên mới. Nhân viên mà mặt đồ đẹp không chủ vậy, người ta chủ kìa. Lan ơi, chị Lan. Chị Lan, dạ. Em Lan nè, chị chủ chị Lan. Chị Lan mới là em rồi đó. Chủ mà sao mặc đồ bèo mà sao để cho mấy đứa nhân viên nó nổi thân mình vậy? Sao để cho mấy đứa nhân viên nó nổi thân mình vậy? Vô đi. Hôm nay khai trương chị Lan phải mặc đầm, nhân viên phải mặc đầm. Chị chúc mà vô mặc đầm được chưa? Phải yêu. Rồi đẹp quá trời. Bum bum bum. Rồi. Rồi ok em. Cảm ơn nha, cảm ơn anh chị nha. Rồi đem ra cho chị ăn ra cho tôi ăn nè, đừng nói nhiều. Đó, sẵn. Tới là có liền luôn. Đâu rồi? Để cho nên đợi đó. Năm tới tới mẹ nó thấy mệt chưa trời. Mày hồi nãy là mới tới buổi nhất. Bây giờ quẹo qua là to. Để tao lên tao ngủ nhất để tao kéo mày nha. Bác xỉu hồ cơm. Có bác xỉu không? Cà phê đá bác xỉu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ. Ngày bán cỡ 1 triệu, đóng hết rồi, đóng tiền mặt lãi 700 rồi bán 500 triệu. Không nói phải trả lời vậy. Ủa bữa tối có khóc không? Này. Không không. Thôi thôi. Chưa. Chung một hội luôn á. Đây chị Trâm đến sớm rồi cả nhà. Mất rồi. Mật khẩu là heo lương nha chị. Nguyên ơi cho chị bánh đậu bánh tôm mà Nguyên dắt xác xác vô anh. Chủ quán bắt dựng đâu là dựng đó, đâu phải muốn dựng theo ý khách đâu trời. Rồi quá trời vui luôn cả nhà ơi. Địa chỉ là 520 nha cả nhà. Năm 20 Vĩnh Khánh, phường 10, quận 4 nha cả nhà. Số điện thoại là 0971 257 190. À, cả nhà đến đây mua hè, mua ăn uống hột là đặt ship về cũng được nha cả nhà. À, hiện tại bây giờ thì mọi người đến rất là đông rồi. Ông chủ đang bán nước kìa vậy. Không sao. Chân tí ngồi, chân anh đi. Tí ngồi đi anh.